Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vừa bài tập toán lớp 1 cách nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 4 so sánh tiết số 4. Bài số 1 viết vào ô trống theo mẫu. Rồi chúng ta sẽ có là cái câu này này, nó chia làm 2, chúng ta thấy hơi 10 10 chỗ này không? Hơi 10 10 chỗ này này. 1 2 3 chấm, 3 chấm, còn bên này là 1 2 3 4 5, 5. Vậy là số 3 nó sẽ bé hơn số 5. Đó này là bao nhiêu đây? 1 2 3 4 chấm. Chúng ta thấy nó mờ mờ không? Đó, nó chia làm 2 đây nè. Đó. Vậy cái này là bên này là 4 nè, còn bên này 1 2 3 3. Vậy là 4 lớn hơn hơn 3. Rồi bên này là 1 2 3 4 5 6. 6. Bên 1 2 3 4 5 6. Đây cũng là 6, như vậy là bằng nhau. Chúng ta nhìn kỹ nha, tại vì khi mình nhìn qua cái clip của thầy này nó hơi mờ rồi, còn nhìn thực tế trên cuốn sách thì chúng ta thấy nó hơi mờ mờ chỗ này này, người ta chia làm hai chỗ này này, đó nè, làm hai vậy đó. Đây cái này cũng người ta chia làm hai này. Rồi cái này là 1 2 3, cái này là không có câu nào hết, như vậy là 3 lớn hơn hơn không. Chúng ta qua bài B. 1 2 3 4 5, 5 chú khỉ. Bên này 1 2 3 4 5, 5 trái chuối. Như vậy là 5 bằng 5. 1 2 3, 3 con robot. Bên này 1 2 2, 3 lớn hơn hơn 2. Một hai ba bốn năm sáu. Sáu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Như vậy là 6 bé hơn 8. 1 2 3 4 chiếc máy bay. Còn bên này là 1 chiếc. 4 bên này lớn hơn hơn 1. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Có 5 con khỉ. Mỗi con khỉ cần có một cây dừa. Em hãy tô màu vào hòn đảo có vừa đủ cây dừa cho khỉ, không thừa không thiếu. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 5 con khỉ. Đây. 1 2 3 4 5 con khỉ. Chúng ta đi tìm cái đảo nào, chúng ta có 3 đảo, đảo này, đảo dưới này và đảo này. Chúng ta đi tìm cái đảo nào mà có 5 cây dừa thì chúng ta tô. Cái đảo này bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4 cây. Như vậy em phải. Đảo này 1, 2, 3, 4, 5. À như vậy là 5 này. Chúng ta xem này coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy phải. Để chúng ta tô cái đảo này. Rồi chúng ta tô cái đảo này ha. Đảo này là có 5 cây dừa. Tương ứng cho 5 con khỉ trèo lên hái dừa. Đó. Rồi, đại khái vậy. Chúng ta qua bài số 3. Khoanh vào chữ đặt trước. Con khỉ có nhiều quả dừa nhé. À, chúng ta đi đếm. Nó hơi khó đếm ha. 1, 2, 3, 4. Đây là 4. Này là chúng ta đếm cái cụm nữa ha. Nhìn cái cụm nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ồ, cái này nhiều thế. 7. Đó này là 1 2 3 4 5 6. Như vậy là câu B. Đó, chú khỉ này. Thứ 7 luôn. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.